Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile. Và tất nhiên rồi, mình là gà đây. Hôm nay vào game thì anh em sẽ tiếp tục nhận được thêm một phần quà từ EA. Thực sự thì hiện nay EA tặng quà khá là nhiều, nhưng mà phần quà lại không quá ngon anh em ạ. Thì trong cái phần quà này thì em sẽ nhận được thêm một cầu thủ có OVL là 90 của cái phần sự kiện UCL. Tại vì là tối hôm qua chúng ta mới kết thúc cái trận đấu đầu tiên của trận bán kết UEFA Champions League giữa Dortmund và PSG, nên là hôm nay EA tặng cho chúng ta thêm một cầu thủ để anh em có thể làm phút. Và ok, anh em sẽ cùng mình đi nhận con hàng này nhé. Ok, anh em sẽ nhận được con hàng là Mukiele, một thẻ cầu thủ của PSG. Thực sự thì con hàng này không quá ngon. Và với việc là hôm qua PSG đã bị loại rồi thì cầu thủ này cũng không được cộng thêm OVL, nên là thôi, EA cho chúng ta nhận tại vì nó không quá ngon. Và hôm qua thì chúng ta cũng đã biết là Dortmund sẽ lọt vào trận chung kết của UEFA Champions League năm nay, nên là một vài thẻ cầu thủ của Dortmund trong cái sự kiện FC Mobile sẽ được cộng thêm OVL. Chúng ta sẽ có thẻ của con hàng Hummel này. Hummel sẽ tăng từ 94 đến 95. Ngoài ra Sancho sẽ tăng từ 93 đến 94. Tiếp theo nữa sẽ của Sabitzer này, thẻ của Adeyemi hoặc thẻ của Ozkan cũng sẽ được cộng thêm OVL. Có thì nếu như mà anh em nào có ý định kiếm coin thì em cũng có thể là mua một vài thẻ cầu thủ này. Tuy nhiên thì đối với mình thì mình sẽ không đầu tư, tại vì thời điểm hiện tại cái việc đầu tư nó cũng khá là hên xui. Và ngoài ra thì tối nay chúng ta sẽ có thêm một trận bán kết nữa, đấy chính là giữa Real Madrid gặp Bayern Munich, nên là có thể sáng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nhận được quà anh em nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến cái phần sự kiện là Team of the Year. Thì hiện nay chúng ta đang chỉ có mỗi cháp là Premier League thôi, tức là của giải Ngoại hạng Anh. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có thêm một cái giải mới, chính là giải của Bundesliga. Và tối hôm qua thì trên trang Twitter của EA cũng đã công bố các thẻ cầu thủ chính thức sẽ xuất hiện trong cái giải của Bundesliga này. Thì với việc là câu lạc bộ là Bayer Leverkusen cũng đã có thành tích là bất bại đến thời điểm hiện tại, nên là chúng ta sẽ có rất nhiều thẻ trong cái phần sự kiện Team of the Season này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thẻ là Wish, một thẻ đá vị trí là CM và có OVL là 98. Tiếp theo là thẻ của Guimado. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thẻ của Harry Kane, một cầu thủ mà cũng khá là ngon. Tuy nhiên là mình hy vọng rằng cái thẻ này sẽ có cái skill ít nhất là từ 4 sao trở lên, tại vì là ở trong các phiên bản trước, kể cả là Team of the Year hoặc các phiên bản khác, thì cầu thủ này có cái skill chỉ là 3 sao thôi. Mặc dù có cái chân là 5 vạch cực kỳ ngon rồi, dứt điểm, chạy chỗ tốt rồi, tuy nhiên cái phần skill cũng là một cái điểm trừ của con hàng này. Tiếp theo là con hàng Frimpong, một cầu thủ mà phải nói là tốc độ cực tốt ở vị trí là hậu vệ cánh phải. Chúng ta có Saka này, chúng ta có Cobel, một con hàng thủ môn mà phải nói khá là uy tín. Thực sự thì ngày mai sau khi mà ra cái thẻ này, nếu như mua được thì mình sẽ có một video review cho anh em. Tiếp theo nữa chúng ta có thêm một vài thẻ như là Malen này, chúng ta có Slotterbeck, có Sané, có Simon. Thực sự những thẻ này cũng khá là ngon. Tuy nhiên thì mình thấy cái giải Bundesliga thì anh em cũng không quan tâm lắm. Người giải Ngoại hạng Anh vẫn là một giải mà được ưu ái hơn. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một vài thẻ icon, icon sẽ xuất hiện trong cái giải của Bundesliga này. Chúng ta chỉ có 3 thẻ này, 3 thẻ này hiện nay chưa sâu mặt đâu. Tuy nhiên thì theo như dự đoán, cái thẻ đầu tiên có OVL là 99 ở vị trí ST này sẽ là con hàng Closer, có thể sẽ là Closer. Tiếp theo thẻ vị CM Euro 98 thì con hàng là Balak, và cuối cùng ở vị CB con hàng có OVL 97 này có thể sẽ là con hàng Kopler anh em nhé. Ok, và ngày mai thì sau khi ra cái giải chính thức chúng ta mới biết được. Tuy nhiên thì những con hàng này mình thấy cũng khá là ngon. Và liệu anh em mong chờ thẻ nào trong cái giải Bundesliga này thì em cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ngày mai chúng ta ra cái giải mới là Bundesliga, thì cái cháp của Premier League, cái cháp của ngành Anh này, anh em nào chưa cày cuốc anh em vẫn có thể cày cuốc nốt. Thì cái giải này chúng ta sẽ đóng vào ngày 16 tháng 5, tức là vào ngày 16 tháng 5, với việc là anh em chơi các phần skill, các phần nhiệm vụ này để kiếm thêm cái điểm tiến trình PL ấy, chúng ta sẽ không thể kiếm được nữa. Tuy nhiên thì với những em nào mà chưa đổi điểm, anh em vẫn có thể đổi các phần thưởng bên này. Thì cái phần này hôm trước mình cũng mới confirm lại, mới xác nhận lại anh em nhé. Trong cái phần cuối này anh em đã biết là chúng ta sẽ có thể nhận được các cầu thủ có OVL 95 như con hàng Manu này, con hàng Bowen. Thì trước đây mình cứ nghĩ là chỉ nhận được một con hàng thôi. Tuy nhiên thì sau khi mình đã nhận được con hàng Manu rồi, chúng ta vẫn mở thêm những cái cháp này để anh em nhận thêm con hàng Bowen. Và ngoài ra thì anh em hãy cày cuốc nốt để có thể nhận được thêm cái con hàng bên dưới là con hàng Marcelo. Do đó thì trong cái phần sự kiện của PL này, anh em sẽ có thể nhận được là hai cầu thủ có OVL 95. Ngoài ra nhận được thêm là cái phôi của con hàng là Marcelo. Thực sự thì mình thấy là phần sự kiện cũng hơi nhàm chán một chút, nhưng mà nhận được các phần thưởng cũng khá là ok. Và hy vọng rằng ngày mai sau khi mà chúng ta mở thêm cái cháp của Bundesliga nữa thì chúng ta sẽ có thể nhận được nhiều con hàng ngon. Và cái phần PL này anh em nào mà chưa cày cuốc hoặc là anh em ít chơi thì em cố gắng cày cuốc nốt để có nhận được
full tối đa các phần thưởng trong cái phần này anh nhé. Và tiếp theo thì trong cái phần biểu tượng TOTS thì cái phần này hôm trước mình đã chia sẻ rồi, anh em cố gắng cày cuốc thôi, một ngày em chỉ cần cày khoảng 3 trận và xem quảng cáo nữa thì em sẽ có thể nhận được là 2 cầu thủ, tối đa là 2 cầu thủ trong cái phần biểu tượng TOTS này. Thì hiện nay thì mình cũng đã mở cái phần cuối cùng, cái phần này thì mình cũng đã mở thử xem liệu có phải là con hàng Badesi hay không. Thì chính xác anh em nhé, cái phần này thì chắc sẽ tầm khoảng một tuần nữa chúng ta mới được nhận được con hàng trong cái phần biểu tượng này. Tiếp theo thì phần đấu trường TOTS, cái phần này thì nói thật là mình lại không thường xuyên chơi, có thể là chơi kém thì tất nhiên là kém rồi, tuy nhiên là nó hơi mất thời gian nên là mình không thường xuyên chơi. Tuy nhiên thì trong cái phần này nếu như mà anh em tích điểm thì mình khuyên anh em là anh em nên mở cái gói này, cái gói từ 92 đến 99, tại vì là những con hàng này chắc chắn là không ngon rồi, tại vì với cái gói free này thì nó sẽ không ngon. Tuy nhiên những con hàng 92 này hiện nay anh em mang đi trình khá là nhiều nên là anh em có thể bán để kiếm phôi hoặc là kiếm phút tầm khoảng được 5 triệu coin một con cũng khá là ok anh em ạ. Và ngoài ra thì hiện nay trong cái phần sự kiện Team of the Season thì mình thấy anh em mở cầu thủ được rất là nhiều. Cụ thể thì em sẽ vào trong cái phần cửa hàng này, anh em có thể dùng 3.000 điểm gem để mở cầu thủ nhá. Chúng ta có cái gói là gói hàng ngày TOTS này thì mỗi ngày mình đều vào mở, tuy nhiên thì mỗi ngày thì cái nhân phẩm của mình nó lại đen đi một chút anh em ạ. Với việc là đang làm video này thì mình cũng sẽ thử luôn cái nhân phẩm của mình, tại vì là dùng 3.000 điểm gem nó cũng khá là rẻ thôi. Và nhưng mà gói này có một điểm đấy chính là gói Unchatable nên là cũng hơi chán. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ không bàn luận quá nhiều, chúng ta sẽ cùng đến với gói 3.000 điểm gem mỗi ngày. Cái gói này nó như kiểu là phần thưởng hàng ngày luôn rồi ý. Vào để check xem là nhân phẩm hôm nay có tốt hay không ấy. RRW ạ. À. Liverpool. Con hàng. Ô Mohamed Salah. Ô, hôm nay lại ngon này. Trời ơi, sau bao lần cày cuốc xong trời thì hôm nay ra được con hàng Mohamed Salah anh em ạ. Ui, nhìn cái cờ Ai Cập lâu lâu không nhìn, kiểu toàn nhìn thấy những cái cờ như Argentina hoặc là cờ Anh nhìn nó kiểu không quen ý, hôm nay ra cờ Ai Cập. Nói chung cũng ngon, được 96 được anh em ạ. Tuy nhiên thì mình lại không dùng vị trí là đối với kép. Và ngoài ra thì hôm nay mình thấy có cái gói là gói này này, cái gói bán chạy nhất này, có một cái gói cũng khá là ngon nhá. Đấy chính là anh em có thể nạp cái gói phá băng TOTS đỉnh cấp này để có thể nhận được một cầu thủ có VL 97. Chắc chắn sẽ nhận được thêm một cầu thủ 97, nhưng mà không phải là của sự kiện không phải là chỉ của sự kiện Team of the Season anh em nhé. Chúng ta có rất nhiều thẻ khác, nếu như là mở được của Team of the Season thì ngon, còn nếu như mà mở sự kiện Hero thì mình thấy nó cũng hơi chán, nên là anh em có thể cân nhắc lại với gói này. Và tất nhiên rồi, anh em là có nhu cầu nạp thì có thể inbox gà thông qua Zalo nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến cái phần là trao đổi. Cái phần này thì hôm trước chúng ta cũng đã reset rank của cái phần đá xếp hạng, cái phần là Division Rival. Tuy nhiên thì mình nhận được ít điểm quá nên là cũng không ra video để khoe làm gì cả. Nhưng mà trong cái phần này chúng ta đã cập nhật thêm các phần thưởng mới. Anh em sẽ có thể dùng là 2.500 cái điểm cạnh tranh là điểm Competitive để mở được các thẻ cầu thủ từ 90 đến 97. Tuy nhiên lại là một thẻ Unchatable nên là mình nói thật là cái phần này anh em nên bỏ qua đi. Anh em đừng đổi cái gói cầu thủ này làm gì cả, nó cùi bắp lắm. Ngoài ra thì chúng ta còn mất đến tận là 10.000 cái điểm cạnh tranh để mở được cầu thủ từ 93 đến 97. Nên là cái phần này nếu như kinh tế nhất thì mình khuyên anh em là anh em nên tích cái điểm kia lại, đổi mỗi tuần là dùng 1.000 cái điểm cạnh tranh để đổi ra được là 2.500 điểm gem. Và với việc là 2.500 điểm gem này, anh em lại đi mở cái gói ở cái phần đề xuất, cái phần là tiêu test hàng ngày thì nó sẽ mở được rất nhiều con hàng ngon. À, hy vọng rằng mở được con hàng ngon, nhưng mà mình khuyên em là trong cái phần này lại anh em nên dùng cái điểm cạnh tranh này để đổi ra 2.500 điểm gem anh em nhé. Ngoài ra thì tranh thủ đang làm video, nói chung là video này cũng chưa biết nói về cái gì, thì có cái phần bản hợp đồng bí ẩn, cái phần Mystery Trading này. Thì trong tuần này thì anh em sẽ có thể nhận được con hàng này là con hàng là Martinez, một thẻ đá vị trí ST. Còn con hàng thứ hai, con hàng B này sẽ là cầu thủ Giroud nhá. Hai cầu thủ này đều đá vị trí ST. Thực sự thì cái phần này chúng ta cũng không mong chờ quá nhiều đâu, nhưng mà cái việc nhận hết tất cả các phần thưởng này sẽ có thể đạt đến cái con mốc trong cái phần milestone này. Do đó thì em cố gắng cày cuốc, anh em cố gắng vào nhận quà thôi. Chúng ta chỉ vào game mà nhận quà thôi anh em ạ. Nên là anh em cố gắng vào để có thể nhận được các thẻ cầu thủ liên quan đến phôi hoặc là các thẻ cầu thủ khác cũng khá là ok. Và ngày mai thì chúng ta sẽ ra một cái chap mới nhé, là cái chap Bundesliga. Cùng với đó nữa thì anh em có thể nhận được hai con hàng 95 hoàn toàn free trong cái chap là Bundesliga. Và tất nhiên là ngày mai sau khi ra cái phần Bundesliga thì mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho em cách chơi. Do đó thì anh em đừng quên lấy cho gà một like và đừng quên nhắc em nhé. See you soon. Yeah.